Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình có mượn được một chiếc Z1000 của một anh ở trong team. Mình sẽ làm một cái review qua loa về con xe này cho các bạn xem. Đây là bản Z1000 G Edition, tức là bản đặc biệt đấy. Con này là đời 2018. Giá mua con này nó là giá đập hộp luôn, giá xe mới luôn. Thời điểm ông đấy mua là 439 triệu đồng. Nếu mà đăng ký các thứ nữa nó phải mất tầm khoảng hơn 20 nữa để mà chạy được giấy tờ đầy đủ. Con này chắc phải tầm 460, hơn 460 tí, gọi là nửa tỷ thì rất là giá khá là cao rồi. Bản R này thì nó được trang bị một số đồ chơi, rất là một số đồ chơi hàng hiệu luôn. Đây, ví dụ như đây là cặp phanh Brembo nổi tiếng luôn. Rồi thì nó sẽ được trang bị cho những một số xe gọi là hiệu suất cao, hay là trong trường đua GP người ta hay dùng phanh này. Không biết review cái gì nữa. Con này của nó là bốn máy đây, bô zin hai bên. Những bô này như ông đấy đã móc bô rồi. Chẳng có bầu nào, móc bô bỏ bầu luôn rồi. ABS thì là điều đương nhiên rồi, đa số bây giờ xe nào cũng sẽ có ABS. Những cái xe đời cao thường họ sẽ tích hợp ABS hết để đảm bảo an toàn cho người lái. Thông bò cứng phanh. Tên. Con này côn rất là nhẹ, nhẹ như Z300 luôn, thậm chí còn nhẹ hơn. Nếu đâu mình nhìn cái gương này cứ tưởng nó bị sao thì không phải đâu, mà là nó sẽ chỉnh được như kiểu ô tô ấy. Đó, nó có thể ấn vào được để mình chỉnh ra cho phù hợp với góc lái của mình, mình ngồi điều khiển. Con này dung tích xi lanh của nó là 1043cc. Công suất của nó là bao nhiêu nhỉ? 142 mã lực tại vòng tua 10.000. Dưới này là carbon này. Ghê đấy. Nói chung là để nói về thông số xe thì mình cũng không biết nhiều lắm, nhưng mà lái là mình sẽ lái được. Z1000 nhìn rất là hầm hố này. Dáng của nó trông như là kiểu một con mãnh thú nó đang chuẩn bị săn mồi ấy, giống như của con hổ nhất như vậy. Cọp. Chiều cao yên của con này hình như là 815mm. Mình thấy mình cao 1m65, ngồi vào vẫn rất là thoải mái, ok, chống chân vô tư luôn. Con này có trọng lượng rơi vào 221kg. Đấy là trọng lượng lượng khô đấy. Tức là 2 tạ 2. Đấy. Nói đến 2 tạ 2 thấy nó cũng nặng, nhưng mà vẫn không nặng bằng Z8. Con Z8 còn nặng hơn 10 cân nữa. Z8 nó phải rơi vào 2 tạ 3. Mà Z8 bây giờ không sản xuất nữa rồi. Chết vãi. Nói là mình sẽ lên mượn chìa khóa. Sẽ mượn chìa khóa để mình chạy thử. Ok. Đây rồi. Bây giờ mình sẽ chạy thử con Z1000 cho bạn xem.
mượn được chìa khóa rồi. Đó. Phải quay một mình thành ra là nó hơi khó. Ví dụ quay đấy quay đỡ nữa thì nó sẽ được nhiều khung hình nó đẹp hơn. Thôi, cứ làm vớ vẩn thôi cũng được. Không sao hết. Bây giờ là mình sẽ chạy test thử con xe Z1000 này cho các bạn xem nhé. Đây, mở khóa lên. Đó. Đồng hồ rất là đẹp. À, bản này là sẽ có báo số luôn. Như các đời cũ trước của nó thì nó sẽ không có báo số đây này. Chữ N này. Này là mình biết được mình đang đi số mấy, số mấy. Bởi vì những bạn mới đi nó sẽ rất là hay tò mò cái đấy. Và mình đi quen rồi thì mình ga với cả mình để ý vòng tua tí là mình có thể biết được số mấy mà. Đây là công tắc điện này. Công tắc này tức là khi mình đang chạy mình nổ máy mình chỉ cần, thay vì tắt chìa khóa mình chỉ cần ấn lên một phát này là tự nó sẽ tắt máy. Đó, khi nào chạy thì mình ấn xuống và mình đề. Bên này cũng có pha này, cảnh báo này. Cảnh báo này nó sẽ nháy hai cái đèn xi nhan này, giống như kiểu ô tô ấy. Nút bên này là xi nhan này, trái phải này. Còi, ok. Passing, đây. Đây là passing. Passing tức là nó sẽ đá pha để những trường hợp mình xin đường chẳng hạn, hay mình xin muốn vượt chẳng hạn. Đó. Tiện thể bây giờ mình sẽ đi đổ xăng luôn. Đổ xăng luôn cho con Z1000 này. Đó. Chuẩn luôn. Nào, nổ máy nha. Rất nhẹ nhàng, chỉ cần đề phát là nổ luôn. Con này là nó đã móc bô bỏ bầu rồi, thành ra tiếng nó nổ rất là ấm. Đó. 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 Ok, bây giờ sẽ là đi đổ xăng. Nhìn hàng cái bọn này nhá. Để là ra. Ôi. Ngày xưa mình có đi một con Z1000 đời 2015 rồi. Rất là cứng. Nhưng mà sau khi mà ngồi trên con này thì nó xuống từ vỉa hè xuống đường phát là thấy nó khác hẳn rồi. Êm. Quen côn lắm.
xăng thì nó ở bên này cơ. Nhưng mà test xe là phải đi thẳng lên quay lại. Thường là mình hay đổ xăng 95 đó, nó ghi luôn này, 95 cộng RON này. Được. Xăng 95 thì sẽ tốt hơn cho máy mà đốt các thứ. Con này không nhầm thì bình của nó là 17 lít. Sẽ sướng đấy. 17 lít được đổ đầy bình này, rơi vào hơn 300 tí nếu như bạn đi hết xăng. Này nó còn để ý này, đổ thì đổ chạm lên cái miệng thôi chứ đừng đổ chạm lên, bởi vì khi nóng xăng nó còn nở ra đó, hợp lý. Đổ 200.000 rồi chú ơi. Vừa đẹp luôn. Ok. À, giờ là chạy về đó.
thôi. Vậy là xong. Kéo bị phê vãi chưa. Thôi, mình có bị xin dừng clip tại đây thôi.